xuân về con thiên đường rực hoa phố ngập nắng vàng gió nổ mát mang vì năm mới biển sao xuyến lòng sông hôn cát đồi dương về vàng thiên mắt nó mau vô thì rồng cả ti xanh ngát níu chân chút hương sắc mùa xuân, xin giữ mãi chút năm vàng phố biên trong ta hò hát mùa xuân, xin giữ mãi chút năm vàng phố biên mùa xuân hò hát trong ta mùa xuân.
Chúa thương sắc mùa xuân. Xin giữ mãi chút ngâm vàng phố biên trong ta hò hát mùa xuân. Xin giữ mãi chút ngâm vàng phố biên mùa xuân hò hát trong ta mùa xuân. Xuân về Phan Thiết, đường rực hoa, phố ngập nắng vàng, gió nồm mát, mang vị nồng mũi biển, sao sương lòng, sông hôm cát đồi dương. Về Phan Thiết, mắt nó màu phố thì, xin chào mà chỗ. À, chào em. Dạ. À, nghe là nhà nghỉ VIP 92 thì hôm nay là mình tân gia cũng như là coi như là để báo cái công lại cho gia đình ông bà tổ tiên. Thì được biết như vậy thì anh em hàng xóm mà đến hỏi thăm sức khỏe là một, cái thứ hai nữa là công trình làm như thế thì gia đình thấy có nhẹ nhõm hay không? Dạ, cũng gia công trình làm cũng an toàn. Cũng ngoài vấn đề đó thì em thấy cái công trình của ông Hầu đó là thì em thấy nó có hài lòng về cái cách trang trí hoặc là anh em khác về cái vấn đề sơn vẽ hoặc là cầu thang này nọ thì em thấy những cái điểm nhấn ở nhà em thì em thấy nó như thế nào? Dạ, em cũng hài lòng. Anh cũng xin chúc mừng gia đình nha. Cảm ơn em nha. Cũng chúc cho em làm sao có khách đông nhiều cho nó vui nha. Xin cảm ơn em nha. Anh cùng em vào mùa xuân về Phan Thiết, đường rực hoa phố ngập nắng vàng gió nồm mát, mang vị nồng mũi biển sao xuyến lòng sông hôm cát đồi dương. Về Phan Thiết mắt nó màu phố thì sông cả ti xanh ngát níu chân mây, lâu ông hoàng buồn tênh cùng dốc đá mảnh trăng treo cô độc vắng thơ hàn, giờ chỉ còn về tích giữa trần gian. Về Phan Thiết à, cái này tắt đi, bây giờ tắt đi. Sao vậy mượn cái đâu
gì đâu. Thôi chào ông chủ. Chúc mừng ông chủ cuối năm cũng như đầu năm. Dạ. Chuẩn bị khai trương nhà mới thì đang chúc ông chủ làm ăn năm mới phát tài. Khai trương là coi như là khách vào đông như là nước vào. Rồi chúc mừng nha. Ăn nhau là phải nhưng mà, mình ở gần đây mình đâu sợ mà không? Cái nóng tiền luôn, cái đường qua. Bà này đăng ly lên đi, 1, 2, 3, bắt tí. Anh Long, lên. Rồi, 1, 2, 3, chúc mừng ông chủ. Ngày vui của chủ nhà 92 và bên cạnh đó thì cũng có những anh em mà tham gia xây dựng công trình của nhà nghỉ VIP 92. Thì hôm nay là có anh chủ thầu thì gắn bó với cái công trình này thì mình cũng rất gần gũi với công trình 92 này. Xin anh cho biết là cái ngày hôm nay là cái ngày vui nhất của 92 thì anh suy nghĩ như thế nào về cái công trình của anh? Cũng có gì hơn cũng chúc là chủ nhà của công trình nhà lễ VIP 92 này để bây giờ là bữa nay là ngày 29 để cho chủ nhà lễ 92 VIP này để hoạt động để cho nó
nhiều may mắn và thuận lợi. Rồi cũng chúc sang năm mới cũng chúc anh em, những cái anh em gọi thầy và chủ nhà và các anh em ở đây cũng một năm mới an khang và mạnh khỏe. Rồi cảm ơn anh, tôi là ở đối diện công trình 92 và bám sát cái công trình này rất nhiều. Tất cả những cái vấn đề gì xảy ra trong cái chuyện mà xui rủi rồi những cái chuyện mà thành công tốt đẹp đến ngày hôm nay là tôi rất mừng anh. Và tôi bắt tay anh là tôi chia sẻ cái niềm vui mà anh làm mà cái công trình 92 này hôm nay thành công như là tôi rất là mừng. Xin chúc anh thành công trong cái năm tới và anh sẽ đạt những cái công trình khác cho cái năm 2020. Xin chúc mừng anh. Vỗ tay. Giới thiệu với các anh em mình nhân dịp cái nhà nghỉ VIP của 92 á, thì tôi là gần gũi với cái công trình này và anh chủ thầu vừa rồi anh cũng đã có những cái đôi lời thành công cho cái công trình 92 này, thì cũng xin chúc mừng anh và anh em mình cũng đến vui cùng với ông chủ bà chủ của 92. Đó là cái điều mà rất là xin anh em mình cho một tràng pháo tay chúc mừng cho 92 sắp tới đạt thành công mỹ mãn. Hôm nay là ngày vui của nhà nghỉ VIP 92. Tôi là Quang Đẩu, bám sát cái công trình của 92 này. Và hôm nay là anh em mình cũng đã cùng đến với công trình 92 và nhà nghỉ VIP 92. Hôm nay là chung vui với ông chủ bà chủ của nhà nghỉ VIP 92. Thì đó là một điều là đáng mừng và anh em mình là cùng nâng ly để chúc mừng cho ông chủ bà chủ của nhà nghỉ VIP 92 thành công tốt đẹp cho năm 2020. Và cũng là cái niềm vui hôm nay thì cũng xin giới thiệu cho các anh em mình là anh chính là ông chủ của nhà nghỉ VIP 92. Anh có suy nghĩ gì về cái công trình nhà nghỉ VIP 92 sắp tới thành công như thế nào? Không có gì suy nghĩ hết, vô tư và cảm tưởng là vui mừng và rất hân hạnh được anh em đến cùng vui vẻ và coi như là tất cả là nghĩa tình, là xin cảm ơn tất cả anh em và cô chú bác. Rồi anh có điều gì nói nữa là trong cái 2020 là khách đến với anh nhiều hay là ít? Bây giờ đến nhiều hay ít cũng không đặc biệt, không quan trọng gì hết. Bây giờ đến nhiều hay ít là do duyên đi. Nhưng mà cuộc sống á, là cuộc đời á, là giỏi hơn mình hơn. Giỏi hơn mình hơn thôi là chính. Chuyện thắng lợi hay không á, là cũng cái gì cũng có cái hơn. Bây giờ xin là tất cả là cảm ơn ngày thôi, chứ giờ không có biết gì nói nữa. Rồi mình đại diện cho anh em là hôm nay là đã đến với cái nhà nghỉ VIP 92 và xin chúc hai vợ chồng là năm 2020 sẽ thành công tốt đẹp trong cái nhà nghỉ này. Dạ cảm ơn. Xin chúc mừng. Rồi anh em mình. Rồi vô. Thầy quán đậu à. Vô. Hai. Anh em cứ tự nhiên đi. Dạ dạ. Đấy. Bắt tay bắt chân gì đấy. Đúng chưa? Dạ. Đúng chưa? Con giờ con không có lời nào nói đấy. Không có lời để nói. Cô bác còn có gì không? Đó. Ok.
có nghĩa bây giờ con nó nghẹn ngào luôn rồi, con vô không thấy nè, nó quá không nói được, không là giáo quên là chú nói rõ, nói thẳng, nói thiệt. Dân miền Trung mình là nói chứ bây giờ đi Hàng Rong còn đỡ chú à. Chứ còn mà lam lũ mà từ cái đánh ruộng chú quay cái khúc này đi hay nè. Đi làm theo phao đánh. Anh là tình nghĩa, tình thương, quá thương từ đầu tới cuối luôn. Ảnh từ khi khai trương mở móng luôn, ảnh đó ảnh dám chắc hết luôn, coi như là đêm ngày gì ở đây là không có thể nào dám được là đánh, coi như công trình đây bỏ luôn, không cần coi nó cũng nhờ ảnh luôn ấy, không có cần coi nó gì đó. Ảnh trực chiến luôn ấy. Không là con đó đấy là bác nói là cái cua của mình không phải cái công cua đúng chính xác. Vậy. Không cần con ngó, ảnh là coi như trực chiến luôn 24/24. Đem sự là nhờ chú. Đó, đúng. Có gì là chú bây giờ tỏ là sao đây là anh em nói gì vậy? Muốn tới muốn làm gì làm gì. Không phải là mà ảnh, tại vì nó đặt camera liên khúc luôn 24/24. Anh thức cả đêm luôn ấy. Ảnh luôn ấy. Anh thức cả đêm luôn ấy. Rồi chính nói đó sự thật á. Tại vì cái công trình của nhà nghỉ 92 này có ông thầu thì ổng biết anh nhiều, anh ở đối diện mà, nhưng mà anh làm youtuber này là coi như là người ta làm có tiền, nhưng mà anh làm có tiền gì hết á, chỉ là tình cảm anh em này nọ cho nó vui thôi đó, cho nên là tất cả những cái sự cố gì ở trong cái gia đình của nhà nghỉ VIP 92 là mình đều có ghi nhận hết, ghi nhận hết đầy đủ chú đăng ký youtuber luôn ha chú, youtuber chú là gì chú, bữa nay là chú nhà nghỉ 89 nè, chú mới lại thôi, còn cái kênh cũ của chú là Quang Giao, là rồi. Kênh đó là 7000 sub mà gãy rồi, bị sập rồi, bây giờ hiện giờ là cái youtuber chú là gì, nhà nghỉ 89 nhà nghỉ 89 chín dạ, rồi đó. Để chú cũng nhiều cũng đang tối còn... nay là tối nay là chú sẽ dạ, chú làm nhiều cũng mở coi được không, chú làm cái này đâu, bây giờ anh là nghĩa tình chứ. Vật liệu rồi gì? Ờ chú Hải. Đồ lâu quá. Sao à, anh này anh trốn, anh này anh trốn nè. Sao trốn Hải? À anh này. Không không vô. Không không có được quay được nhiều vậy. Gì vậy? Đó tôi đã làm già nói. Đấy, giao lại đứng đi. Nói chuyện gì đó. Dạ chú. Chưa. Thì cái nhà cỡ đây con làm nhỏ nhỏ cỡ đây thôi à, còn mấy cái bự con làm đâu. Thì tao biết rồi, mày bữa nay mày nhóc. Mày bữa nay ngon ngẫu. Con đó không ngon thì con không chơi nhà chơi mà nó đây nó ngon ý là nhà cũ con ở nhà mới chú ở chứ ngon cái gì tới giờ gì đó không anh làm gì làm chú cứ làm gì làm giờ cứ nhà cũ chú ở mà nhà quả nhà cũ con ở nhà mới chú ở bây giờ nói nãy là tình nghĩa anh em là đồng cam cảm phú là nó đã nhiều rồi hiểu chưa, là quý mến là điều chính chứ còn nói về tiền bạc không có nghĩa chứ lấy gì hết, sống là tình thương mến thương mà ngày xưa biết mà ngày trước còn chỗ này con ở tại cái đường này là nó còn cái đường số 6 à thì biết đó mà bây giờ đường này nó tốt rồi dạ quý mến á, mỗi ngày nó phải càng chứ mày quên lên. Con lần tao dắt đứa nào chở nào lên nhà mày nhậu một lần ở trên dạ nhớ không dạ nhà con hồi đó ở trên núi dạ con nó ở trên núi con nó ở trên núi đó đồng cam chịu bố chứ dạ rồi chứ nếu làm nhà thì đó tôi là nói anh rồi alo có gạch ngói gì có vật liệu gì cần để giá cái là gì alo thợ thầy gì có hết giúp cho, chứ không phải là tới là sống nghĩa tình chứ không phải là sống tiền bạc đâu, nghĩa mình nhớ là cháu mình còn sống còn gặp lại được rồi, sống là nghĩa tình không có nói về tiền bạc chưa, tiền ở đây kiếm đâu 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 gặp nó mấy vậy. Bây giờ nó chết qua đây rồi mấy đứa con giờ nó ở bên lỗi bên lỗi mà lâu lắm rồi con ở ngay chỗ ô tô Nhậm Tía ngay chỗ trường Hà thành lâu quá đâu gặp nó lâu giờ hai năm nay con không lên đấy anh đồ cháu đồ mấy năm trước là bây giờ con tết con lên đến đó bây giờ con bán cái khe không cho nó bán cái gì